là phần thi vượt chướng ngại vật và các bạn thí sinh rất nhanh chóng tìm ra ẩn tố của chương trình ngày hôm nay, gồm có 16 chữ cái và 4 từ hàng ngang gợi ý cho các bạn đã rõ. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Nguyên Vũ. Em xin chọn hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 gồm có 8 chữ cái. Hầm đường bộ xuyên qua con đèo nào đã khiến việc lưu thông giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình trở nên dễ dàng hơn? Quả là một kỷ lục khi mà chúng tôi vừa đọc xong câu hỏi đầu tiên của hàng ngang đầu tiên thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời chướng ngại vật từ cả 4 nhà leo núi của chúng ta. Và người đầu tiên gửi tín hiệu cho chúng tôi đó là bạn Nguyên Vũ ở vị trí thứ nhất. Nguyên Vũ ơi, bây giờ em cảm thấy như thế nào? Vẫn thoải mái như lúc đầu. Thoải mái như lúc đầu, thế thì mình cũng an tâm hơn với câu trả lời của Nguyên Vũ rồi đó. Chúng tôi rất hy vọng được là nghe câu trả lời đúng của bạn. Chướng ngại vật của em là 3 huyện Thanh Quan. Bạn đã đếm đủ 16 chữ cái chưa ạ? Em đã đếm đủ ạ. Vâng, thế câu trả lời của Khánh Tùng thì sao? Như thế ạ. Duy Thái. Em cũng vậy ạ. Và Nhật Linh. Cũng là bà huyện Thanh Quan ạ. Cũng là bà huyện Thanh Quan. Họ cùng đưa ra một đáp án và chỉ có khác nhau một vài tích tắc mà thôi. Ở phần thi vượt chướng ngại vật chúng tôi có nói đây là phần thi không dành chỗ cho những suy nghĩ vội vàng. Và ở phần thi này thì có vẻ như các thí sinh của chúng ta đã giành giật không chỉ từng phút, từng giây mà còn tính cả từng tích tắc nữa. Nếu như bà huyện Thanh Quan không phải là một đáp án chính xác thì còn mỗi tôi với cả chị Vi chơi trò này với nhau à? Nhưng tôi cũng có thể thấy được niềm vui trên gương mặt của Nguyên Vũ, một sự tự tin rất chắc chắn. Và lần này thì tôi rất tiếc với ba bạn thí sinh còn lại bởi vì Nguyên Vũ đã xuất sắc giải được chướng ngại vật của chúng ta. Xin chúc mừng. Vâng, đúng là như vậy. Ẩn số chúng ta đang đi tìm bao gồm 16 chữ cái, đó là bà huyện Thanh Quan. Và hôm nay chúng ta nhắc đến một trong những nữ sĩ nổi tiếng nhất của Việt Nam, một niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, đó là bà huyện Thanh Quan. Bà huyện Thanh Quan có tên thật là Nguyễn Thị Hinh, sống ở thế kỷ 19 và bà từng dạy học cho các công chúa, các cung phi dưới thời Minh Mạng. Bà huyện Thanh Quan không sáng tác nhiều bài thơ, tuy nhiên những tác phẩm mà bà để lại đã trở thành những áng thơ bất hủ cho những thế hệ sau. Vâng, và bức hình mà các bạn chưa kịp cho khán giả xem một tí nào đó chính là bức hình về nội dung của bài thơ Qua Đèo Ngang. Và cũng nhân dịp ngày 20 tháng 10 năm nay thì chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia cũng muốn gửi tới những khán giả nữ của chương trình một ngày 20 tháng 10 thật nhiều sức khỏe, trẻ trung và xinh đẹp. Và một lần nữa xin được chúc mừng bạn Nguyên Vũ đã có thêm 80 điểm vào quỹ điểm của mình sau phần đi vượt chướng ngại vật.